Ở đây đại diện nhóm là mấy em sẽ viết bản tường trình nộp cho cô, còn cá nhân thì mấy em vẫn ghi cái bài này vào vở bài học bình thường nha. Đây mấy em sẽ đi vào cái bài 6 là thực hành tính chất hóa học của oxit và axit. Đối với bài thực hành này mấy em sẽ có 3 cái thí nghiệm. Hai cái thí nghiệm là một thí nghiệm 2 là chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất hóa học của oxit. Còn riêng đối với thí nghiệm 3 là chúng ta sẽ nhận biết chất. Chúng ta vào nội dung đầu tiên, đó là thí nghiệm 1, phản ứng của canxi oxit với nước. Trước khi đi vào thí nghiệm, bạn nào có thể cho cô biết là canxi oxit công thức của nó là gì mấy em? Khoa. Dạ cô là CAO. CO, tên hóa học của nó là canxi oxit, còn tên thường gọi nó được gọi là voi sống đó nha. Vậy là trong cái thí nghiệm 1 này, trong cái bản tường trình cô gửi cho mấy em đó, là mấy em sẽ ghi cho cô ba nội dung này: hiện tượng, giải thích với phương trình hóa học. Phần này mấy em sẽ xem cho cô cái thí nghiệm, quan sát cái hiện tượng một chút xíu, mấy em sẽ làm nêu cho cô hiện tượng gì xảy ra trong thí nghiệm 1 này. Rồi mấy em sẽ giải thích những cái hiện tượng đó và mấy em sẽ viết cái phương trình. Mấy em sẽ xem cho cô cái thí nghiệm nha. Rồi mấy em thấy được cái thí nghiệm chưa? Dạ thấy. Ở đây người ta sử dụng vôi sống, ở đây là nó ở dạng khói mấy em. Còn khi mà mấy em làm thực tế ở trường mình đó thì chúng ta sẽ làm vôi sống ở dạng bột. Ở đây khi người ta cho vôi sống vào trong cái chậu nước đó, mấy em quan sát cái hiện tượng. Mấy em thấy cái thí nghiệm không? Dạ thấy. Đấy. Đó là cái hiện tượng khi chúng ta cho vôi sống vào nước, có hiện tượng gì xảy ra mấy em nhìn ở trong cái chậu này nha. Rồi sau đó người ta sẽ nhỏ cái dung dịch phenolphthalein. Ở đây dung dịch phenolphthalein đây là một cái dung dịch không màu. Khi nhỏ vào trong cái chậu này thì chúng ta xem cái hiện tượng xảy ra. Đối với thí nghiệm này người ta có thể sử dụng một trong hai chất chỉ thị. Một là quỳ tím. Còn không sử dụng quỳ tím thì sử dụng là phenolphthalein. Trong thí nghiệm mấy em xem này người ta chỉ dùng là dung dịch phenolphthalein thôi nha. Còn quỳ tím chút xíu mấy em sẽ dự đoán nói sao cho cô. Rồi ở đây mấy em sẽ là nêu cho cô cái phần hiện tượng. Bạn nào có thể nêu cho cô cái hiện tượng đây? Khi chúng ta cho là canxi oxit vào trong nước, hiện tượng xảy ra đó là gì mấy em? Nêu nhanh cho cô mấy em. Thí nghiệm thì bạn nào cũng có quan sát thấy hết rồi, bây giờ cho cô biết thôi, có hiện tượng gì xảy ra nè. Khi chúng ta cho là vôi vào trong chậu nước đó, khoa cho cô biết khoa.
Dạ cô là canxi oxit nhão ra. Nhão ra rồi sao nữa? Dạ cô là phản ứng có, dạ cô phản ứng có bốc nhiệt, nhiệt Phản ứng có tỏa có nhiệt. nhiệt. Rồi, ở đây khi người ta cho cái gì phenol tay lên vào có hiện tượng gì xảy ra? Khi cho dung dịch phenol tay lên vào cái chậu đó có hiện tượng gì xảy ra? Duyên cho cô biết Duyên. Dạ thưa cô, là khi cho dung dịch phenol vào không màu thì cái đó nó hóa đỏ. Rồi, phenol từ không màu chuyển sang màu đỏ. Ở đây mấy em thấy là khi mà chúng ta cho canxi oxit vào trong chậu nước đó thì canxi oxit nó còn nguyên dạng giống như ban đầu không? Còn không? Lúc đầu là chúng ta thấy trong cái thí nghiệm đó là đưa nguyên một khối, nhưng mà khi đưa vào trong chậu nước đó có cái hiện tượng gì? Ngoài cái hiện tượng mà mấy em nêu tự nãy giờ, bổ sung thêm cho coi. Khoan. Dạ cô Khoan là cho nó, cô. dạ cô là tan ra. Nó tan ra và cái dung dịch nó tạo thành nó như thế nào em? Dung dịch Dạ tạo thành nó sẽ như thế nào? nhưng vì tạo thành có màu trắng. Màu trắng. Rồi, ở đây đối với cái phần hiện tượng mấy em lưu ý cho cô nha. Khi mấy em quan sát cái thí nghiệm mà mấy em xem ở đây đó có rất nhiều cái hiện tượng, nhưng ở đây chúng ta chỉ ghi cái hiện tượng chính thôi. Đó là canxi oxit nó sẽ gì mấy em? Tan trong nước tạo ra cái dung dịch màu trắng đục. Rồi khi chúng ta cho cái dung dịch phenolphthalein vào trong cái chậu đó và phenolphthalein từ không màu sẽ chuyển sang màu đỏ. Ở đây nếu như cô sử dụng là quỳ tím, mấy em dự đoán thử cho coi quỳ tím nó sẽ như thế nào. Tỷ cho cô biết cái tỷ. Tỷ bữa nay có học không? Cho cô biết rồi. Dự đoán thử cho coi quỳ tím sẽ như thế nào. Dạ cô là quỳ tím hóa xanh. Quỳ tím hóa xanh. Vậy đó là một số cái hiện tượng nha. Bây giờ cô nhắc lại cái hiện tượng nè. Thứ nhất đó là canxi oxit. Khi mấy em cho vào nước thì nó sẽ là tan, tạo thành cái dung dịch trắng đục. Thứ hai là chúng ta dùng phenolphthalein cho vào thì phenolphthalein từ không màu chuyển sang màu đỏ. Hoặc là chúng ta dùng quỳ tím thì quỳ tím chuyển sang màu xanh. Còn riêng cái phần giải thích đó, mấy em sẽ giải thích cho cô là tại sao dung dịch phenolphthalein từ không màu chuyển sang màu đỏ hoặc là quỳ tím sẽ chuyển sang màu xanh. Chỗ này là nhóm mấy em sẽ trao đổi rồi giải thích cho cô chỗ này. Còn riêng về cái phương trình của học, mấy em sẽ viết cho cô phương trình canxi oxit tác dụng với nước. Thì phần này mấy em xem lại bài học để hoàn thiện cho cô ba cái nội dung A, B, C cho thí nghiệm 1 nha. Các nhóm đó mấy em lưu ý, mấy em trao đổi thảo luận để hoàn thành cái bản tường trình nộp cho cô. Mấy em sẽ tiếp tục sang cái thí nghiệm thứ hai. Đó là phản ứng của diphosphor bento oxit với nước. Trước khi xem tiếp cái thí nghiệm 2, bạn nào cho cô biết ơi, diphosphor bento oxit công thức của nó là gì ạ? Chăm. Thưa cô là B2O5. B2O5. Thằng này thì cái thí nghiệm cô yêu cầu mấy em nghiên cứu trước rồi. Ở đây mấy em sẽ xem cho cô cái thí nghiệm. Và tương tự như ở thí nghiệm 1, mấy em xem có hiện tượng gì xảy ra. Và mấy em sẽ giải thích một số cái hiện tượng. Và chúng ta sẽ viết những cái phương trình nào. Mấy em sẽ tiếp tục xem cho cô cái thí nghiệm.
Rồi vậy mấy em lưu ý cho con nha. Đối với thí nghiệm 2 này là chúng ta nghiên cứu cái thí nghiệm là di-phosphor bento oxit tác dụng với nước. Do cái chất này là không có. Do đó là trước khi là chúng ta sẽ cho di-phosphor bento oxit tác dụng với nước là chúng ta sẽ đi điều chế bằng cách là đốt phosphor đỏ đó. Ở đây mấy em nêu cho cô luôn cái hiện tượng khi chúng ta đốt phosphor đỏ có hiện tượng gì xảy ra. Và sau đó khi cho nước vào trong cái lọ có hiện tượng gì xảy ra. Và cuối cùng là cho quỳ tím vào có những cái hiện tượng nào. Rồi bây giờ bạn nào cho cô biết rồi nè. Thứ nhất cái hiện tượng là khi chúng ta đốt phosphor có hiện tượng gì mấy em? Thí nghiệm mấy em quan sát mới nãy rồi đó là khi chúng ta đốt phosphor có hiện tượng gì gì xảy ra nè. Cho cô biết rồi. Duy cho cô biết Duy. Quốc Duy cho cô biết nè. Duy lớp trưởng 9A7 cho cô biết rồi. Đường Duy. Khoa. Dạ cô, là phosphor cháy tạo khối trắng dạng bột bám vào thành bình. Rồi cái hiện tượng đầu tiên là cho chúng ta thấy được đó là phosphor cháy. Và khi cháy thì chúng ta thấy nó như thế nào mấy em? Có phát sáng không? Chưa có. Có không? Khi chúng ta thấy đó là phosphor cháy nó có phát sáng không nè? Cho cô biết rồi. Mấy em nhìn thấy nó có cháy sáng không? Hai Dạ có. lớp. Có nha. Vậy là hiện tượng đầu tiên mấy em quan sát thấy được là phosphor cháy sáng tạo ra cái chất B25 màu trắng nha. Hiện tượng thứ hai là chúng ta cho nước vào bình thì có hiện tượng gì mấy em? Hiện tượng kế tiếp khi chúng ta cho nước vào bình đó qua cái thí nghiệm mà mấy em thấy đó, cho nước vào bình thì có hiện tượng gì xảy ra? B25 lúc này nó như thế nào khi cho nước vào? Bạn khác đi, bạn Khoa không ạ? À? Lớp mình tới là rất là đông nè, mà hồi đầu mùa tới bây giờ đó toàn là bạn Khoa với là một số bạn khác à, là phát biểu rất là nhiệt tình, những bạn còn lại đâu hết rồi. Duyên cho cô biết hay Duyên? Dạ thưa cô, là B25 tan trong nước. Khi chúng ta cho nước vào lọ thì B25 tan trong nước, đó là hiện tượng thứ hai. Hiện tượng thứ ba là khi cho quỳ tím vào trong lọ có hiện tượng gì xảy ra? Cho cô biết rồi. Kim ngăn. Cho cô biết Kim ngăn có hiện tượng gì xảy ra khi cho quỳ tím vào lọ? Em biết rồi. Tẩy. Dạ hữu cô, là quỳ tím hóa đỏ. Quỳ tím hóa đỏ. Vậy là đối với thí nghiệm 2 mấy em sẽ có các cái hiện tượng. Thứ nhất nha, khi chúng ta đốt phosphor thì phosphor cháy sáng tạo ra B25 màu trắng. Thứ hai là B25 tan trong nước. Thứ ba là quỳ tím hóa đỏ. Vậy là phần giải thích này mấy em chỉ giải thích cho cô tại sao quỳ tím hóa đỏ khi chúng ta cho quỳ tím vào lọ đó là do đâu mà quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Mấy em sẽ giải thích cho cô chỗ đó thôi. Còn riêng về phương trình hóa học ở thí nghiệm 2 này mấy em viết mấy phương trình? Theo mấy em, thí nghiệm 2 này mấy em sẽ viết mấy phương trình nè? Bạn nào cho cô biết rồi? Trâm, cho cô biết rồi Trâm. Dạ thưa cô, là hai. Là hai phương trình đó là phương trình nào và phương trình nào em? Dạ là B tác dụng với oxy và B2O5 tác dụng với nước. Rồi đúng rồi đó. Vậy là đối với thí nghiệm 2 mấy em sẽ viết cho cô hai phương trình là B tác dụng với oxy và B2O5 tác dụng với nước ha. Đó là thí nghiệm 2. Rồi, tiếp tục sang cái thí nghiệm 3. Trước khi xem thí nghiệm 3, bạn nào có thể nhắc lại cho cô em để nhận biết ba chất này là trước tiên mấy em xác định lại cho cô ba chất này thuộc loại hợp chất gì? Na2S4, HClH2S4. Muốn nhận biết trước tiên mấy em phải nhận dạng cho được đây là những cái chất thuộc loại hợp chất nào. Bạn nào nhắc lại cho cô nè, Quỳnh Anh. Quỳnh Anh được không Quỳnh Anh? Quỳnh Anh được nè.
Trung Nguyên, được không Trung Nguyên? Dạ. Cho cô biết là Em Na2SO4 thuộc là hợp chất gì em? Muối. Muối. Rồi HCl và H2S4 thuộc là hợp chất gì? Axit. Axit. Vậy là đối với ba chất này, chất đầu là muối, hai chất sau là axit. Trước khi xem thí nghiệm, bạn nào cho cô biết đây, để nhận biết ba chất này đầu tiên người ta sẽ dùng chất nào để nhận biết ba chất này mấy em? Bạn nào cho cô biết đây nè. Chăm cho cô biết đây. Dạ là cô là dùng quỳ tím. Dùng quỳ tím mấy em sẽ nhận biết được chất nào? Dạ là muối và muối HCl và H2SO4. Dùng quỳ tím thì chúng ta chỉ nhận biết được cái gì? Ủa, nhận biết là cái Na2SO4. Chỉ nhận biết được Na2SO4, còn riêng cái hai axit này là chúng ta chưa nhận biết được đâu là HCl, đâu là H2SO4. Do đó mấy em sẽ tiếp tục nhận biết bằng chất nào? Đối với hai axit này nè, để nhận biết hai axit này chúng ta dùng chất nào để nhận biết mấy em? Duyên. Dạ hô cô là baricl 2. Chúng ta sẽ dùng là BaCl2. Một là đọc tên, hai là chúng ta sẽ đọc theo công thức chứ không đọc nửa tên nửa công thức nha. Rồi bây giờ mấy em tiếp tục xem cái thí nghiệm, rồi mấy em sẽ trình bày cho cô. Ở đây mấy em lưu ý nha, khi mấy em xem cái thí nghiệm đó, rồi mấy em sẽ xác định cho cô trong các lọ đó, lọ nào đựng HCl, lọ nào đựng H2SO4, lọ nào đựng Na2SO4. Mấy em sẽ là ghi cái kết quả cho cô ha. Do đó mấy em cũng lưu ý. Mấy em xem cho kỹ và nhận biết cho cô trong cái lọ người ta làm thí nghiệm là lọ 1, lọ 2, lọ 3 lần lượt là chứa những cái chất nào. Ghi vào bản tường trình luôn đó. Chút xíu là mấy em báo kết quả cho cô lô 1 đựng chất nào, lô 2 chất nào, lô 3 chất nào. Rồi ở đây bạn nào cho cô biết này. Lọ 1, lọ 2, lọ 3 lần lượt là đựng những cái chất nào? Bạn nào cho cô biết ơi. Lọ 1, lọ 2, lọ 3 lần lượt là đựng chất nào mấy em? Bạn khác ơi. Ly cho cô biết cái ly. Lọ 1 đựng chất gì ly?
Dạ cô, là lỏ một là đựng chất Na2SO4. Em cho cô biết cái hiện tượng nào giúp em nhận biết được Na2SO4 là lỏ một à? Dạ cô, là cho quỳ tím nó không có đổi màu. Không đổi màu. Rồi tiếp tục, lỏ hai đựng chất gì? Lỗ 2 là H2SO4. H2SO4 là lỏ hai, hiện tượng xảy ra đó là gì em? Dạ cô, là nó có tổ màu trắng Rồi. khi tác dụng với lại 3 3 3 CL2. Rồi. Em Còn nào cho lỗ cô nhận xét coi, bạn xác định là ba lỏ đó vậy đúng chưa? Lỗ 1 là Na2SO4, lỗ 2 là H2SO4 và lỗ cuối cùng là lỗ còn lại là HCl nè, đúng chưa mấy em? Đúng không? Chiết đúng dạ chưa đúng. Chiết? Đúng rồi nghe. Rồi cái đối với cái thí nghiệm 3 này nè, mấy em trình bày cho cô giống như dạng bài nhận biết mà cô hướng dẫn mấy em ở kỳ rồi đó. Mấy em trình bày chỗ nào có xảy ra hiện tượng hóa học hay là xảy ra phản ứng đó là mấy em sẽ viết phương trình cho cô. Nha, vậy là bản tường trình này mấy em về mấy em sẽ là trao đổi nhóm với nhau, hoàn thành cho cô cả ba thí nghiệm này cho hoàn chỉnh. Một là chúng ta đánh máy gửi cho cô, hoặc là mấy em ghi lên giấy rồi mấy em chụp hình gửi lên địa chỉ mà cô gửi cho hai lớp đó. Và nhớ nghe, mỗi lớp mấy em có mỗi xin lỗi là mỗi nhóm mấy em có là 5 bạn. Và cô nhờ lớp trưởng hai lớp đó mấy em phân chia nhóm, và trong đó có đủ các bạn là giỏi khá trung bình yếu, và đặc biệt là khi mấy em viết đó mấy em lựa chọn bạn nào biết cách viết phương trình để chúng ta hoàn thiện cái bản tường trình này nộp cho cô lấy điểm. Rồi mấy em sẽ tiếp tục sang cái nội dung kế tiếp, đó là mấy em sẽ đi tìm hiểu về cái chủ đề mới, đó là chủ đề bazơ. Đối với chủ đề bazơ thì chúng ta có hai bài là bài 7 và 8. Trước khi đi tìm hiểu kiến thức cho chủ đề này, cô nhắc lại đối với bazơ nha. Khi mấy em nhìn vào một công thức để giúp chúng ta nhận biết đâu là bazơ thì thành phần của đó là gồm có gì mấy em? Gồm có kim loại nè, liên kết với nhóm OH ha. Tùy theo quá trị của kim loại mà có thể liên kết một nhóm, hai nhóm, ba nhóm. Do đó mấy em lưu ý cho cô, nhìn vào công thức nhớ nha. Kim loại liên kết với nhóm OH. Đây là cái khái niệm ở chương trình lớp 8 em học. Ngoài ra thì đối với bazơ thì người ta còn có thể có khái niệm sao là bazơ là chất khi đang trong nước phân ly gây ion OH trừ. Phần này lên lớp trên mấy em sẽ tìm hiểu sao. Và trước khi tìm hiểu cái chủ đề bazơ mấy em lưu ý cho cô. Ở lớp 8 mấy em học bazơ được phân ra làm hai loại, đó là bazơ tan và bazơ không tan. Vậy khi mấy em học về bazơ đó, nếu như người ta dùng từ dung dịch bazơ hoặc là người ta dùng từ kiềm là đang đề cập đến bazơ tan, còn bazơ không tan thì nêu cụ thể là bazơ không tan nha. Mấy em sẽ vào nội dung đầu tiên của chủ đề bazơ, đó là tính chất hóa học của bazơ. Trong cái chủ đề này, trước khi tìm hiểu, bạn nào có thể dựa vào kiến thức mình đã học thôi, dự đoán cho cô ơi, bazơ có thể tác dụng được với những chất nào? Dựa vào kiến thức mình học đó, mấy em dự đoán thử rồi. Trong những kiến thức mình học thì chúng ta đã bắt gặp được bazơ có thể tác dụng được với những cái chất nào nè. Dự đoán thử cho cô ơi. Dạ cô, là muối. Ừ, tác dụng với muối. Rồi, tiếp tục dự đoán tiếp cho cô ơi. Chiết, tiếp tục với chiết. Dạ cô, là axit. Axit, còn gì nữa không? Dự đoán hết luôn Dạ không? muối axit. Bạn khác đây nè, Duy, Quốc Duy, bạn dự đoán là bazơ tác dụng với axit, tác dụng với muối, thêm dự đoán thêm còn tác dụng với gì nữa không? Quốc Duy đâu rồi? Được, Quốc Duy. Được không? Vậy đón tiếp cho cô nè. Tẩy, vậy đón tiếp rồi tẩy. Dạ thưa cô, là bao giờ còn tác dụng được với nước, với Bazơ lại còn tác dụng với nước. Rồi. dạ thưa cô là giấy quỳ tím. Quỳ tím. Rồi còn gì nữa không? Hết biết rồi cô. Hết biết rồi. Những bạn còn lại. Bây giờ nè, kiểm tra lại dự đoán của bạn nè. Thứ nhất là bazơ có tác dụng với quỳ tím, tính chất này là mấy em có học chưa?
hai Dạ lớp được. tính chất này có học chưa? Được rồi. Rồi do đó chúng ta có thể dự đoán được cái tính chất này. Bazơ tác dụng với axit, tính chất này có học chưa? Dạ rồi. Rồi luôn, do đó chúng ta được quyền dự đoán. Còn riêng cái bazơ tác dụng với muối đó là học chưa? Học chưa mấy em? Cái này là tính chất mới là chúng ta chưa có học, nhưng mà được quyền dự đoán. Chút xíu chúng ta kiểm tra xem là nó có tác dụng hay không. Còn riêng cái tính chất bạn dự đoán là bazơ tác dụng với nước, có phải là bazơ tác dụng với nước không? Mấy em học là như thế nào mấy em? Chúng ta có là bazơ, là bazơ tan và bazơ không tan. Tan có nghĩa là khi chúng ta cho bazơ đó vào trong nước, nó sẽ tan được trong nước chứ không phải là tác dụng với nước nha. Do đó chỗ dự đoán đó mấy em xem lại cho cô. Rồi bây giờ mấy em sẽ đi kiểm chứng lại từng cái tính chất mà chúng ta đã dự đoán coi nó như thế nào. Mấy em sẽ đi vào tính chất đầu tiên, đó là tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu. Bạn nào nhắc lại cho cô ơi, chất chỉ thị màu ở đây là gì mấy em? Là chất gì? Nhắc lại cho cô ơi. Bạn nào cho cô biết là chất chỉ thị màu là chất gì ạ? À? Nhắc lại cho cô nè. Tường giao. Nhắc lại cho cô tường giao. Tường giao Dạ này có đọc cô, không? chất chỉ thị màu là quỳ tím. Ừ, chất chỉ thị màu là quỳ tím. Ngoài quỳ tím ra em còn có biết được chất chỉ thị màu là nữa không em? Còn biết nữa không? Dạ không. Bạn không biết. Rồi những bạn khác. Khoa cho cô biết thôi, biết Khoa Dạ cô là dung dịch beno như thế nào em? ta dung dịch beno ta lên Vậy nói lại cho cô ơi. dung dịch phenol ta lên. Mấy em đọc là dung dịch phenol toluen nha. Rồi, mấy em sẽ nghiên cứu cái tính chất đầu tiên này là tác dụng với dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu. Ở đây mấy em có thể là quan sát cho cô cái sách giáo khoa đó. Ở hình 1.14, ở đây cô có quỳ tím nè. Rồi sau đó cô nhỏ một ít cái dung dịch bazơ. Rồi thì chúng ta thấy cái hiện tượng là quỳ tím như thế nào mấy em? Quỳ tím như thế nào? Khoa cho cô biết hay Nó Khoa? xanh. Quỳ tím như thế nào Khoa? Cho cô quỳ tím hóa xanh. Quỳ tím hóa xanh. Ở đây nếu như cô không dùng quỳ tím mà cô có thể là dùng gì mấy em? Dung dịch phenolphthalein, thì cái dung dịch này đây là một cái dung dịch không màu. Khi chúng ta cho vào cái dung dịch bazơ thì có hiện tượng gì xảy ra? Mấy em nghiên cứu thông tin cho cô biết rồi. Mấy em nghiên cứu thông tin cho cô biết rồi nè. Tiếp tục luôn ai Khoa. Cho cô thành rõ. Mấy em sẽ lưu ý cho cô nghe, có sách thì nó nói là dung dịch phenolphthalein từ không màu chuyển sang màu hồng, có sách nó ghi là dung dịch phenolphthalein từ không màu chuyển sang màu đỏ. Ở đây chúng ta thống nhất ghi là từ không màu chuyển sang màu đỏ luôn nhé mấy em. Và tính chất đầu tiên mấy em ghi cái nội dung này vào cho cô, đó là dung dịch bazơ làm quỳ tím hóa xanh hoặc là làm dung dịch phenolphthalein không màu thành đỏ. Rồi mấy em lưu ý cho cô tính chất đầu tiên này. Vậy trong trường hợp này có phải tất cả các bazơ đều làm cho quỳ tím hóa xanh hay không? Bạn nào có thể cho cô biết không? Có phải không em? Trong trường hợp này nè, tất cả các cái bazơ đều làm cho quỳ tím hóa xanh hoặc là làm cho phenolphthalein từ không màu chuyển sang màu đỏ. Có phải vậy hay không? Duyên cho cô biết là Duyên, theo em có phải vậy không Duyên? Dạ thưa cô là phải. Theo em là phải, những bạn còn lại có phải như giống như bạn Duyên hay không nè? Theo mấy em có phải là tất cả các bazơ đều làm cho quỳ tím hóa xanh hoặc là làm dung dịch phenol lên không màu thành đỏ hay không? Ly, cho cô biết Ly. Dạ cô, theo em là không, chỉ có ba tay thôi. Rồi đúng rồi đó, mấy em lưu ý cho cô là cái tiêu đề của tính chất đầu tiên là gì? Tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu, mới nãy cô nói rồi. Khi học về bazơ, nếu như người ta dùng từ dung dịch hoặc là kiềm, có nghĩa là đề cập đến bazơ gì mấy em? Bazơ tan nha. Vậy là trong cái tiêu đề đầu tiên là người ta dùng từ dung dịch bazơ. Vậy có nghĩa là chỉ có những cái bazơ tan mới làm cho quỳ tím hóa xanh hoặc là làm cho phenolphthalein từ không màu chuyển thành màu đỏ các em. Mà bazơ tan trong chương trình lớp 9 mấy em học đó thì chúng ta đề cập đến bốn trường hợp của bốn kim loại bari, kali, canxi, natri đó. Mấy em xem lại cho cô bốn trường hợp đó. Tiếp tục chúng ta sẽ sang cái nội dung thứ hai.
đó là tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit. Cái tính chất này mấy em học rồi chưa? Tính chất này mấy em học rồi chưa mấy em? Cho cô biết rồi nè, tính chất này học rồi chưa? Chết, cho cô biết rồi chết, học rồi chưa chết? Dạ rồi. Rồi nghe, vậy cho nhắc lại luôn cho cô ơi. Dung dịch bazơ mà tác dụng với oxit axit, cái sản phẩm tạo thành là gì em? Chết luôn á, cho cô biết luôn á. Học rồi, bây giờ nhắc lại cho cô ơi, kiến thức này học rồi nè. Vậy cái sản phẩm tạo thành đó là gì? Em không nhớ. Rồi, không nhớ. Khoa nhắc lại cho cô Khoa. Dạ cô, là muối và nước. Ờ, sản phẩm tạo thành đó là muối và nước. Và cho cô biết tiếp đây, trong trường hợp này vậy là bazơ tan hay là bazơ không tan tác dụng với oxit axit nè. Trong trường hợp này nè, cho cô biết luôn đi Khoa. Dạ cô, là bazơ tan. Ờ, chỉ đề cập đến bazơ tan thôi nhé mấy em. Rồi mấy em ghi cho cô, dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước. Và những cái bazơ này, đây là những cái bazơ tan nè. Rồi nó có thể tác dụng được với một số oxit axit. Mấy em ghi nội dung này vào. Rồi bây giờ mấy em viết nhanh cho cô phương trình này. Cô có trường hợp CaOH tất cả hai tác dụng với CO2. Đọc cho cô cái sản phẩm này nè. Mấy em đọc cho cô sản phẩm này. Đọc cho cô cái sản phẩm ai? Bạn nào? Phương Uyên. Đọc được Phương Uyên. Dạ không cô ơi. Bạn nào đọc được cái sản phẩm cho phương trình này đọc cho cô nè. Chăm, đọc cho cô Chăm. Dạ thưa cô, là ga CaCO3 cộng H2O. Ờ, CaCO3 cộng H2O nha. Muối là thành phần của nó là gồm có kim loại nè, kim loại, chúng ta viết lại kim loại. CO2 chuyển thành gốc là CO3. Và cả hai trường hợp này quá trị 2, do đó công thức đúng của nó là CaCO3. Và cái sản phẩm kế tiếp đó là nước. Tương tự như vậy, trường hợp này bạn nào đọc cho cô cái sản phẩm này cũng cho ra muối nước đó đó. Vậy là trong trường hợp này muối có công thức được viết như thế nào? Yến Nhi, Yến Nhi có học nè, đọc cho cô cái sản phẩm này được không? Yến Trang đọc được không? Trang cho cô biết là muối. Rồi tiếp tục ơi Khoa. Dạ cô, là Na2SO4 cộng H2O. Rồi Na2SO4 và H2O. Mấy em đọc là Na, chúng ta không có nên đọc là Na nha. Rồi Na2SO4 và H2O. Ừ. Trong trường hợp này là kim loại là Na, quá trị 1. SO3 nó sẽ chuyển thành cái gốc SO4. Chỗ này là bài trước cô cũng có hướng dẫn rồi. Và SO4 này quá trị 2. Chỉ số của nguyên tố này là quá trị của nguyên tố kia, kể cả nhóm nguyên tử luôn. Do đó chúng ta có công thức đúng là gì? Na2SO4. Nhóm nguyên tử hay trường hợp này còn gọi là gốc axit đó. Và mấy em ghi những cái nội dung này vào cho cô. Mấy em sang cái tính chất kế tiếp, đó là tác dụng của bazơ với axit. Tính chất này mấy em học trong bài axit rồi nè. Vậy một bạn nhắc cho cô ơi, cái sản phẩm tạo thành đó là gì ạ? Khi mà axit tác dụng với bazơ. Cho cô biết rồi. Mai Nhung. Mai Nhung cho cô biết rồi Mai Nhung. Bazơ tác dụng với axit, sản phẩm tạo thành đó là gì em? Dạ cô, là muối và nước. Ờ, muối và nước. Và cho cô biết là trong trường hợp này những cái bazơ nào tác dụng được với axit, biết hay không nè? Biết không? Nhung trả lời luôn cho cô ơi, biết không Nhung? Dạ không. Rồi em không biết. Bạn khác cho cô biết rồi Ly. Dạ cô, là tất cả bazơ đều tác dụng được. Ờ, trong trường hợp này là người ta dùng từ bazơ, có nghĩa là bazơ tan và bazơ không tan, hay nói cách khác là tất cả các bazơ đều tác dụng được với gì? Axit ha. Và khi tác dụng với axit cho ra muối nước. Rồi cô ghi đây là dung dịch bazơ, có nghĩa là bazơ tan và bazơ không tan, ghi rõ ràng rồi. Cả hai trường hợp này đều tác dụng được với dung dịch axit. Tiếp tục mấy em sẽ viết cho cô cái phương trình của bazơ NaOH với HCl nè. Đọc sản phẩm cho cô nè.
Bảo. Đọc sản phẩm cho cô coi Bảo. Bảo 927 á. Bảo Em biết 927 rồi. có. Rồi Bảo 928. Em không biết cô. Bây giờ muối nè. Muối thì thành phần của nó là gồm có kim loại liên kết với gốc axit. Vậy là bên đây là kim loại gì mấy em? Nè, trong cái chất này nè, kim loại đó là gì? N nè. Rồi axit bên đây, gốc axit này là gì đây? CL. Nhìn vào đây chúng ta biết quá trị của hai cái này, chúng ta ghép lại thành công thức của muối. Chiết, đọc cho cô chiết, được không? Dạ cô là NaCl. Rồi. Rồi NaCl cộng H2O. NaCl2O. Na quá trị 1, Cl quá trị 1. Do đó công thức đúng của nó là NaCl. Mấy em cứ việc lấy kim loại liên kết với cái góc bên đây thì sẽ ra công thức của muối dựa vào quá trị để viết công thức cho nó đúng. Tương tự như vậy thì trong trường hợp này thì muối công thức của nó là gì? Trong trường hợp này nè, bạn nào cho cô biết đây, trong trường hợp này muối của nó là gì nè? Vĩnh Hưng cho cô biết rồi, Vĩnh Hưng có giờ học không? Quỳnh Như 928. Quốc Thịnh. Thịnh đâu? Cho cô biết là muối có công thức được viết như thế nào? Cho cái trường hợp thứ hai nè. Rồi Khoa trả lời cho cô luôn Khoa. Dạ cô là CuSO4 cộng 2H2O. Rồi CuSO4 và nước, nè chúng ta sẽ cân bằng nó lên. CU, mấy em nhìn vào cái nhóm OH mang chỉ số 2 có nghĩa là CU có chỉ 2. Rồi SO4 mấy em nhìn vào chỉ số của H là 2 thì nhóm SO4 này cũng có chỉ 2. 2 2 đơn giản cho hết cho 2 thì chúng ta còn lại 1 1, công thức đúng của nó là CU SO4. Rồi tiếp tục cho cô biết cái muối trong cái trường hợp thứ ba nè. Ba cái phương trình này là cô nhớ là trong cái bài axit là mấy em đã viết gọi trên rồi. Bữa nay học lại, hỏi lại là mấy em không nhớ. Chiết, đọc nhanh cho cô chiết. Dạ cô là MgCl2 cộng 2H2O. Rồi, sản phẩm của nó là MgCl2 và H2O, chúng ta sẽ cân bằng nó lên. Bạn nào còn nhớ cho cô biết đây. Ba cái phương trình này thuộc loại phản ứng gì, còn nhớ hay không? Mấy em ghi nội dung này vào đó nha. Bạn nào cho cô biết đây nè. Ba phương trình này thuộc loại phản ứng gì mấy em đã học rồi. Duyên. Dạ thưa cô là phản ứng hóa hợp. Phản ứng hóa hợp. Rồi bạn nào cho cô biết là bạn nói phản ứng hóa hợp là đúng chưa? Kim, đã, Kim Đào. Dạ thưa cô, theo em là phản ứng thế. Đây là phản ứng thế. Rồi tiếp tục bạn nào cho cô biết rồi bạn nói phản ứng hóa hợp nè, phản ứng thế là đúng chưa? Khoa. Dạ cô thêm phản ứng trung hòa. Phản ứng trung hòa, mấy em quên cái tính chất của bazơ tác dụng với axit rồi. Phản ứng giữa axit và bazơ thuộc loại phản ứng trung hòa, nhớ cho cô nghe. Đây là bazơ nè, đây là axit nè, bazơ axit nè, bazơ axit, thì những cái trường hợp này thuộc loại phản ứng trung hòa, nhớ cho cô cái phản ứng này. Tiếp tục chúng ta sẽ nghiên cứu cái tính chất kế tiếp. Mấy em ghi lại cho nhớ nha, để hỏi mấy em quên đó. Rồi bazơ không tan bị nhiệt phân hủy. Thì ở phần này mấy em sẽ tiếp tục nghiên cứu thông tin trang 24 kết hợp với lại mấy em xem cái thí nghiệm và mấy em nhận xét cho cô có cái hiện tượng gì xảy ra ha.
Rồi mấy em xem cái thí nghiệm này rồi mấy em nhận xét cho cô cái hiện tượng xảy ra. Cái chất màu xanh này mấy em lưu ý cho cô đây là chất có công thức được viết như thế nào. Ở đây mấy em quan sát cho cô phần đá ống nghiệm có chứa đồng hai hydroxit đó, với lại mấy em nhìn ở thành ống nghiệm xem ở trên thành ống nghiệm có hiện tượng gì xảy ra. Đây mấy em nhìn ở trên thành ống nghiệm này, lúc này chúng ta thấy thành ống nghiệm nó như thế nào? Bạn nào cho cô biết đây? Ở đây khi người ta đun đồng hai hydroxit trên ngọn lửa đèn cồn có hiện tượng gì xảy ra mấy em? Thứ nhất là chúng ta thấy đồng hai hydroxit nó có màu xanh. Khi chúng ta đun thì từ màu xanh nó chuyển sang màu gì? Bạn nào cho cô biết rồi nè. Từ Màu màu xanh nó chuyển đen. sang màu gì mấy em? Dạ cô là màu đen. Từ màu xanh chuyển sang màu đen, vậy em cho cô biết tiếp đây, cái màu đen, cái màu đó là màu của chất gì cô biết hay không em? Chết, trả lời tiếp luôn em. À, em không biết. Rồi bạn nào biết xác định cho cô ơi, đối với cái chất đen trong cái ống nghiệm này là chất gì có biết hay không? Công thức của nó được viết như thế nào biết không em? Mẹ nghiên cứu thông tin cho cô biết ơi, cái chất màu đen này là chất gì? Khoa cho cô biết khoa. Dạ cô, đồng oxit. Đồng oxit, có phải là đồng oxit hay không? Đọc cho đúng tên này. Đọc công thức đi. Đồng hai oxit CO. CO, CO là đồng hai oxit nha em. Rồi ngoài cái hiện tượng là chất từ màu xanh chuyển sang màu đen trên thành ống nghiệm thì chúng ta thấy còn có hiện tượng gì nữa? Cho cô biết luôn khoa. Trong quá trình đun chúng ta thấy mới nãy đó ống nghiệm nó như thế nào so với ban đầu thành ống nghiệm á? Thành ống nghiệm Nó như thế nãy nào? thành ống nghiệm nãy em quan sát không kỹ à. Chúng ta thấy là lúc trong quá trình chúng ta đun này nè, trên thành ống nghiệm mà chúng ta thấy nó có trong suốt hay là nó như thế nào hay không? Hay là nó bị cái gì? Bạn nào thấy nêu cho cô ơi. Mấy nay mấy em thấy là trong quá trình chúng ta đun nó trên thành ống nghiệm nó như thế nào mấy em, nó có bị mờ không? Châm cho biết hay châm, thành ống nghiệm có bị mờ không em? Dạ có. Có điều đó chứng tỏ là ngoài cái đồng hai oxit tạo thành ra thì nó còn có cái sản phẩm nữa là gì mấy em? Dạ là nước. Là nước nha, hay nói một cách khác đó là gì? Khi chúng ta đem bazơ đi đem đi bị nhiệt phân hủy đó là chúng ta đun nó lên đó thì nó sẽ cho ra cái sản phẩm đó là gì? Bạn nào có thể cho cô biết không? Khi chúng ta đem bazơ đi nhiệt phân thì cái sản phẩm tạo thành đó là gì mấy em? Đối với cái trường hợp đồng hai hydroxit mới nãy chúng ta nhiệt phân tạo ra là đồng hai oxit. Vậy là đồng hai oxit thuộc loại hợp chất gì? Khoa cho cô biết rồi. Dạ cô là oxit. Oxit gì nè? Bây giờ oxit. Oxit bazơ. Vậy là khi chúng ta đem bazơ đi phân hủy sẽ tạo ra cái sản phẩm thứ nhất đó là oxit bazơ. Rồi cái sản phẩm thứ hai đó là gì mấy em? Sản phẩm thứ hai đó là gì? Cho cô biết tiếp thôi, chăm sản phẩm thứ hai đó là gì chăm? Sản phẩm thứ hai đó là gì chăm cho cô biết rồi nè. Chăm cho cô biết thôi. Sản phẩm thứ hai là gì? Bên em nói giờ nghe không rõ.
Không rõ hả? Duyên cho con biết ơi. Ngoài cái oxit bazơ ra, khi bazơ bị nhiễm phân hủy còn có sản phẩm gì nữa em? Dạ sao cô? Cái sản phẩm khi chúng ta đem bazơ đi phân hủy đó, ngoài cái oxit bazơ ra thì nó còn có sản phẩm gì nữa? Dạ cô, là còn H2O. Còn H2O, hay nói một cách khác đó chính là gì? Nước nha. Mấy em ghi cái nội dung đó vào cho cô. Bazơ không tan khi bị nhiệt phân hủy sẽ tạo ra oxit bazơ và nước nha. Rồi bây giờ mấy em sẽ viết cái phương trình này cho cô. Trong trường hợp này cái sản phẩm có công thức là gì? Oxit bazơ trong trường hợp này, nước thì chúng ta viết lại rồi. Bạn nào nè? Bạn nào? Được không? Mấy em đọc thông tin rồi cho cô sản phẩm thôi. Đọc cho cô sản phẩm thôi. Khoa, đọc cho cô Khoa. Dạ cô, là COO cộng H2O. Ờ, COO cộng H2O. Nha, oxit bazơ đây là COO nè, đồng hai oxit nè. Rồi nước. Tương tự như vậy thì ngoài cái đồng hai oxit, đồng hai hydroxit ra thì chúng ta còn có một số cái bazơ không tan khác. Khi bị phân hủy cũng cho ra oxit bazơ và nước đó nha. Rồi, tương tự trường hợp này thì bạn nào có thể cho cô biết cái sản phẩm của oxit bazơ trong trường hợp này có công thức được viết như thế nào nè? Ly, cho cô biết đi Ly. Dạ thưa cô, là MgO cộng H2O. Rồi, MgO cộng H2O. Tương tự như vậy thì bạn nào đọc nhanh cho cô sản phẩm cho trường hợp thứ ba. Được không? Quốc Duy lớp trưởng 97. Lớp trưởng này tự giờ đi đâu mà cô kêu mấy lần không thấy trả lời nè. Trâm. Ừ, cô là Al2O3 cộng H2O. Rồi, Al2O3 cộng H2O. Phương trình này chưa cân bằng, mấy em sẽ cân bằng nó lên. Rồi mấy em ghi ba cái phương trình này vào. Là khi bazơ không tan bị nhiệt phân hủy sẽ cho ra oxit bazơ và nước ha. Rồi mấy em ghi ba phương trình này xong chưa? Dạ xong rồi. Rồi chúng ta sang cái nội dung kế tiếp. Ngoài bốn cái tính chất theo cái thông tin chúng ta thấy đó, thì còn có tính chất thứ năm nữa mấy em, đó là dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối. Vậy là trong cái tính chất thứ năm này, mấy em lưu ý cho cô. Dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối là chỉ đề cập đến bazơ gì mấy em? Bazơ gì mới tác dụng được với dung dịch muối? Bazơ tan. Ờ, bazơ tan. Và trong trường hợp này đối với muối người ta cũng dùng từ dung dịch. Vậy trong trường hợp này cả bazơ và muối đều là bazơ tan và muối tan, hai chất này phải là tan mới là tác dụng nha. Và để tạo ra được cái phương, để cái phản ứng này xảy ra được đó, thì điều kiện của phản ứng là như kỳ rồi chúng ta học bên cái axit đó, cái sản phẩm của nó phải có ít nhất một chất không tan hoặc là chất khí. Vậy là đối với cái dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối sẽ cho ra bazơ mới hoặc là muối mới. Vậy là một trong hai cái trường hợp này phải có một chất không tan thì phản ứng mới xảy ra. Cho đó mấy em lưu ý cho cô. Mấy em ghi cho cô hai cái phương trình này vào. Đối với tính chất này sang cái bài muối mấy em sẽ nghiên cứu cụ thể hơn. Vậy là trong trường hợp thứ nhất thì chúng ta thấy có xuất hiện chất này là chất không tan nè. Trường hợp thứ hai xuất hiện chất CaC3 là chất không tan. Chất không tan được ký hiệu là mũi tên xuống. Mấy em nói là chất không tan hay còn gọi là chất kết tổ đó. Rồi mấy em nghĩ này xong chưa? Dạ xong. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về cái tính chất hóa học của bazơ. Vậy qua cái nội dung mà mấy em học từ nãy giờ nè,
Bạn nào có thể nhắc lại cho cô ơi, theo mấy em dung dịch bazơ có mấy tính chất hóa học? Dung dịch bazơ có mấy tính chất hóa học mấy em? Bạn nào cho cô biết rồi, dung dịch bazơ có mấy tính chất hóa học? Bạn nào cho cô biết rồi? Ừ, bây giờ chúng ta nghiên cứu về bazơ. Trong phần bazơ thì cô lưu ý mấy em có hai trường hợp, đó là bazơ tan và bazơ không tan. Và khi nói đến bazơ tan thì chúng ta dùng từ gì? Bazơ không tan thì ghi rõ ràng rồi. Vậy là qua những cái tính chất mấy em nghiên cứu từ bây giờ đó, thì cho chúng ta thấy được là dung dịch bazơ có mấy tính chất hóa học. Cho cô biết rồi. Hữu Duy, được không Hữu Duy? Hữu Duy 97 nè, được không? Nguyễn Duy 98, được không? Đó thưa cô là có 5. Có 5 đâu, liệt kê cho cô ơi. Thưa cô là thứ nhất là tác dụng của dung dịch bao giờ với chất khí thì chỉ thị màu. Thứ hai là tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit. Thứ ba là tác dụng của bazơ với axit. Thứ tư là tác dụng của bazơ không tan bị nhiệt phân hủy. Thứ năm là dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối. Rồi bạn nói vậy theo mấy em là đúng hay sai mấy em? Dung dịch bazơ có 5 tính chất là bạn liệt kê hết 5 tính chất đó đó, là đúng chưa? Khoa đúng chưa Khoa? Dạ cô, thêm là sai, chỉ có sai. Vậy thêm có mấy tính chất? 4 tính chất. Rồi liệt kê cho cô em. Dạ cô, là tính chất dung dịch bazơ tác dụng với chỉ thị màu, và tác dụng với oxit axit, tác dụng với axit và tác dụng với dung dịch muối. Rồi, đúng rồi đó nghe. Mấy em lưu ý cho cô, ở đây cô dùng từ dung dịch bazơ chỉ có nghĩa là đề cập đến bazơ tan, thì là dung dịch bazơ nó chỉ có 4 tính chất thôi. Tính chất thứ nhất là làm đổi màu chất chỉ thị, tính chất thứ hai tác dụng với oxit axit, tính chất thứ ba là tác dụng với axit, tính chất thứ tư là tác dụng với dung dịch muối. Còn riêng đối với bazơ không tan có mấy tính chất? Bazơ không tan có mấy tính chất? Bazơ không tan có mấy tính chất này? Nhật, Minh Nhật cho cô biết rồi. Bazơ không tan có mấy tính chất Minh Nhật? Được không? Hữu Trọng, được không Hữu Trọng? Trọng ai có học nè? Mai Nhung. Mai Nhung. Dạ cô. Dạ cô, bazơ không tan có một tính chất là bị có một tính chất bao nhiêu cho cô ơi, đó là tính chất gì em? Dạ cô, bazơ không tan bị nhiệt phân hủy. Rồi, bazơ không tan bị nhiệt phân hủy. Bạn nào cho cô biết hay bạn trả lời như vậy là được chưa? Bazơ không tan chỉ có một tính chất là bị nhiệt phân hủy là đúng chưa? Đúng chưa Khoa, đúng chưa Khoa? Dạ cô, em bổ sung thêm là bazơ không tan tác dụng với axit. Rồi, lưu ý nha, đối với bazơ không tan nó có hai tính chất. Thứ nhất là nó tác dụng được với axit, thứ hai là nó bị nhiệt phân hủy. Hay rằng cái chỗ cái tính chất mà bazơ tác dụng với axit đó, là chỗ đó cô nói là vừa là bazơ tan và bazơ không tan đều tác dụng được với axit, cho đó mấy em lưu ý nha. Vậy là cô nhắc lại nha, đối với dung dịch bazơ thì có 4 tính chất, còn riêng đối với bazơ không tan là có hai tính chất. Đó là những cái tính chất nào mà bạn mình liệt kê từ bây giờ đó. Và tiếp tục mấy em sẽ sang cái nội dung kế tiếp và chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số cái bazơ quan trọng. Mấy em sẽ tìm hiểu cái nội dung kế tiếp là nghiên cứu về natri hydroxit. Natri hydroxit công thức của nó là NaOH. Nội dung đầu tiên trong cái natri hydroxit mấy em sẽ đi tìm hiểu đó là tính chất vật lý. Mấy em lật cho cô trang 26 nè. Mấy em đọc thông tin rồi nêu nhanh cho cô ơi. Natri hydroxit có những cái tính chất vật lý nào?
nêu nhanh cho cô luôn Khoa. Dạ cô, natri hydroxit là chất rắn không mặn, hút ẩm mặn, tan nhuyễn trong nước và tỏa nhiệt. Rồi mấy em ghi cái nội dung nó vào cho cô nghe. Đó là một số cái tính chất của natri hydroxit. Là NH là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt. Ở đây đối với NH khi chúng ta là pha cái chất này vào trong nước đó, thì chúng ta sẽ sờ lên trên cái thành cốc là nó sẽ rất là nóng, là do quá trình hòa tan của chất này vào nước, nó sẽ là tỏa ra một lượng nhiệt rất là lớn. Đối với chất này là cái chất ở trạng thái rắn nha. Còn khi chúng ta học nghiên cứu là chúng ta chỉ đề cập đến dạng dung dịch. Và đối với cái dung dịch NH thì nó sẽ có những cái tính chất như sau. Đó là có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da. Do đó khi mà chúng ta tiếp xúc với dung dịch NaOH mà với cái nồng độ cao thì nó có thể là gì em? Gây cho bỏng da nãy kia đó. Với những cái tính chất như thế này, do đó cái dung dịch NaOH còn có cái tên thường gọi là sút ăn da. Nó có tên gọi là sút ha. Mấy em ghi cái nội dung này vào cho cô. Là buổi học hôm nay chúng ta sẽ là tạm dừng ở kiến thức chỗ này. Về mấy em sẽ tìm hiểu tiếp cho cô cái ứng dụng của natri hydroxit và sản xuất natri hydroxit như thế nào. Và mấy em đặt cho cô trang 28. Cái 3 giờ mà chúng ta tìm hiểu kế tiếp đó là canxi hydroxit. Trong cái phần canxi hydroxit, mấy em xem trước cho cô cái phần pha chế dung dịch canxi hydroxit. Và mấy em xem cho cô phần ứng dụng với than pH. Và mấy em sẽ nghiên cứu cho cô các bài tập 1, 2, 3, trang 27 và cái bài 1, trang 30 nha. Giờ mấy em là chuẩn bị trước cho cô những cái nội dung cô vừa liệt kê đó. Còn riêng đối với